Bên em đang có chiếc xe số rộng này nhá. Đây là mẫu xe Daimler sản xuất năm 2004, số tự động máy 2.4. Máy 2.4 tất cả các bác nhá. Nội thất của xe nó là màu vàng kem và màu đen hai màu. Và cái phần vách cửa thì cũng đã được cái màu 5D. Đây là phần số của xe này, đây, vô lăng này. Chiếc xe được trang bị vô lăng 4 chấu và có túi khí ở giữa. Xe được trang bị hai túi khí nhá, một túi khí bên kia và bên đây luôn. Đây là nội thất bên trong của xe Daimler các bác nhá. 2004 số tự động. Các bác hãy nhớ một chút là như vậy. Và giá của chiếc xe này bên em thì để các bác đợt này cực kỳ là yêu thương luôn. Với cái giá là 110 triệu. Để các bác 110 triệu đối với cái mẫu xe Maglot này nhá. Một chiếc xe đẹp, biển VIP luôn. Có thế này biển VIP luôn nhá. Biển rất là giá trị. Bác nào mà khu vực Hà Nội hoặc là quanh khu vực Hà Nội đi chiếc xe này, đi cái biển này đấy ạ. Rất là phù hợp luôn. Đây là hình thức bên ngoài của cái mẫu xe Maglot các bác nhá. Em quay các bác mình xem một vòng, xong sau đó thì sẽ quay chi tiết sau. Xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với mẫu xe này thì là máy 2.5. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó dao động tầm khoảng 10 lít nếu các bác đi đường trường. Còn nếu mà đi đường phố thì nó sẽ hơn 10 lít các bác nhá. Nói chung là mẫu này là mẫu các bác mua về đi gia đình thôi. Còn thì chạy dịch vụ thì các bác không chạy được đâu. Chạy dịch vụ thì bên em cũng còn một số những dòng xe khác để chạy dịch vụ nữa nhá. Đây, các bác vui lòng qua địa chỉ phố Nguyễn Thời Trung. Phố Nguyễn Thời Trung của thành phố Hải Dương đấy ạ. Nói đến thành phố Hải Dương thì các bác nhà mình hiện tại đang có một cái suy nghĩ rằng là đi đến Hải Dương là sẽ bị cách ly, đi đến Hải Dương là sẽ không bị không được cho vào, đúng không ạ? Không được vào trong thành phố. Nhưng mà bên em đấy thì em ở ngoài rìa thành phố nhá. Em ngoài rìa thành phố cho nên là các bác nhà mình đi lại bình thường. Đến xem xe và đi lại bình thường nhá. Rất là đơn giản thôi. Và các bác này mình nếu mà ngại thì bên em có thể là ship xe đến tận nhà cho các bác luôn. Tất cả những mẫu xe bên em đều có chương trình hỗ trợ là như vậy. Các bác mình cũng biết rồi đúng không ạ? Đợt này thì bên em đều có chương trình hỗ trợ là như vậy. Ship xe đến tận nhà. Mua được thì trả tiền xe và không mua được thì trả tiền xăng. Đấy, không mua được thì lấy tiền xăng đi về thôi nhá. Không lấy tiền gì khác đâu ạ. Đấy, các bác nhà mình nếu mà thích mẫu xe nào của bên em thì hãy hưởng ứng chương trình, một chương trình khá là hay, khá là hấp dẫn. Đúng không ạ? Các bác không cần phải đi lại, không cần phải đi lại làm gì cả. Ở nhà cũng có thể là mua được xe ô tô bên em luôn. Đấy. Và bây giờ em sẽ quay gần chi tiết đối với cái mẫu xe Maglot này các bác nhà mình nhá. Giàn ốp của xe còn tương đối là dày. Giàn ốp này có xe này dày đúng không ạ? Rất là dày. La răng đúc của xe thì nó hơi bẩn một chút, các bác về mình đánh vệ sinh sẽ sáng nhá. La răng đúc này là bằng inox đấy ạ, rất là sáng. Đánh thì rất là sáng luôn. Và đèn của xe này cũng rất là sáng nhá. Nó chấp nước một chút ở bên ngoài, chấp hơi nước một chút các bác. Nếu mà mình muốn cho nó không chấp nước ạ, về mình bôi keo nhá. Đèn nó sẽ có hai nửa này. Đèn nó có sẽ hai nửa nhá. Một mặt này, mặt này là mặt VK, mặt trong mặt nhựa. Các bác nhà mình tách đôi ra, đấy. Và bôi keo phần giữa thì nó sẽ không bao giờ bị nước vào, hơi vào nữa. Đấy. Em hướng dẫn là như vậy. Bên em bận quá cho nên là không làm được thôi. Còn các bác mình mua về thì mình xử lý chiếc xe cho nó đẹp lên nhá. Đèn thì rất là trong rồi và đi ban đêm sẽ rất là sáng đối với cái mẫu đèn halogen này nhá, đèn bi. Đây, phần đầu xe đây, các bác xem đây phần đầu của xe nhé. Với mức giá tiền rất là hợp lý cho một cái chiếc xe Maglot này, rất là hợp lý luôn. Cho nên là các bác về mình dọn qua thêm một chút thôi nhá. Đây, chiếc xe này thì về mình đánh là răng là một này và đánh đèn cho nó sáng này là hai. Đây là có hai cái vấn đề là như vậy. Đấy, chủ yếu là có hai vấn đề như vậy ở phía bên ngoài nhá. Tiếp vào phía bên trong thì cũng còn một chút nhỏ nhỏ nữa em sẽ giới thiệu sau. Còn về nước sơn của xe rất là bóng mượt rồi. Cái phần nước sơn của xe nó rất là bóng nhá, rất là bóng và rất là đẹp. Rất là mỏng, thân vỏ nó rất là mỏng, không bị bả ma tít. Đấy. Không bị bả ma tít nhá. Gọi là kêu loang quang luôn các bác nhá. Đăng kiểm của xe thì cũng hết rồi nhưng mà sau video này em sẽ cho đi đăng kiểm. Đấy. Đặc kiểm mới cho quắc luôn. Quan trọng là chốt giá thôi đúng không ạ? Đấy, sơn xi sạch sẽ bóng bẩy. Cả xe là
không bị đâm đụng chỗ nào các bác nhá. Xe thì các bác yên tâm, không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, không thủy kích, không bị lỗi, xe không có lỗi, gọn gàng sạch sẽ nhá, nội ngoại thất sạch sẽ gọn gàng, sơn xi bóng bẩy, nội thất đẹp, thân vỏ không mục mọt, lốp láp rồi đấy, phanh ABS 4 bánh luôn, là răng đúc 4 bánh. Đây là cái mẫu xe bản đủ nhá, có ghế điện này, có túi khí này, điều hòa auto tự động này. Đây là cái mẫu xe bản đủ, và thiếu thì nó sẽ thiếu những một số những cái mà vừa em đọc. Sơn xi sạch sẽ, camera lùi. Đây, biển được bọc BK cho nên là giữ cái biển rất là đẹp. Đèn rất là trong nhá, đèn trên dưới trước sau rất là trong, rất là sáng luôn. Có cái là nó chấp nước thì các bác về mình bôi keo nó sẽ không bị chấp nước nữa, không bị nước vào nữa. Đấy. Đấy, đầy đủ các tính năng luôn, sơn xi sạch sẽ. Bình thường những chiếc xe này đợt vừa rồi em toàn bán 125 triệu thôi, cho đến 130 triệu đồng. Chiếc xe đẹp thì bán đến 140-150 đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chiếc xe này thì đợt này em để các bác mình giá như vậy nhá. Giá các bác đến xem xe vẫn có lộc lá thêm, gọi lộc lá các bác nhá. Bớt nhiều không được nhưng mà lộc lá thì chắc chắn là sẽ được. Đấy, ghế điện. Đấy, ghế điện nhá. Cái lúp này các bác là mình có thể lắp thêm này. Nó bị tuột ra. Đấy, ghế điện vẫn còn hoạt động nhá. Đấy, con xem này. Đấy, ghế điện vẫn hoạt động đầy đủ luôn. Đấy. Vẫn chạy rất là trơn đúng không ạ? Rất là trơn tru luôn. Và bây giờ thì đến phần nội thất của chiếc xe này. Bây giờ các bác mình xem nhá. Phần nội thất của chiếc xe đây. Đây, nội thất của xe đây ạ. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Cốp điện đây nhá. Đây, cốp điện này. Cốp đằng sau được ấn bằng điện. Đây, vị trí này được trang bị một cái loại nhựa dẻo luôn. Cái loại nhựa dẻo này rất là khó để mà hỏng nhá. Rất là khó để mà xước sát luôn. Đây các bác xem này. Rất là khó để xước sát luôn. Đây, tuy rằng bước ra bước vào rất là nhiều cọ, vị trí này rất là nhiều nhưng còn không bị xước sát luôn, đúng không ạ? Đây này. Các bác thấy này, vị trí này không bị xước sát luôn này. Đây, ấn mở cốp là cũng ấn bằng đây nhá. Đấy. Ấn mở cốp bằng cabo đấy ạ, mở cabo. Còn đến đây là vị trí mở cốp này, đây mở cốp đây. Còn đây là mở cabo nhá. Táp lô, táp ly của xe được trang bị là ghế bằng chất liệu da. Vô lăng 4 chấu này. Thì các bác thấy là vô lăng vẫn còn đẹp nhá. Đây, phần giữa vô lăng được thiết kế bằng loại da nhá các bác nhá. Đây, những cái phím của nó vẫn còn nguyên này. Đây, hệ thống gương điện. Điều hòa mát các bác nhá, điều hòa mát đầy đủ hết. Điều hòa sử dụng tốt. Hai chiều luôn. Đây, cần số này, rồi cần phanh tay, rồi cần chỗ hộp đồ này. Điều hòa auto tự động các nhá. Điều hòa auto tự động, màn hình các thứ là đầy đủ. Đấy, đi đến đâu em sẽ giới thiệu các bác đến đây luôn. Đấy, các bác cùng em đi chi tiết nhé. Đấy, vách cửa nhưng mà bu lông là chưa tháo, chưa vặn gì. Tiếp theo, đây nội thất đằng sau đấy ạ. Rất là sáng, rất là gọn gàng. Các bác thiện chí thì hãy xem và gọi điện cho bên em để được tư vấn về mẫu xe này nhá. Tư vấn về xe, tư vấn về giá, về thủ tục mua bán, rồi thủ tục vận chuyển các thứ luôn. Đấy, cái biển đẹp này thì bác nào ngoài miền Bắc mà mua về thì nó sẽ phù hợp hơn, đúng không? Nó không bị mất cái biển đẹp. Đây, sàn đẹp, sàn da nhá. Bộ ghế da màu kem, không bị rách dưới gì. Vị trí đằng sau là để đồ này, cũng được bọc da rồi. Và trần của xe cũng được bọc 5D các bác nhá. Đây, 5D. Được bọc 5D. Đây, còn đây là lốc này. Bây giờ thì sang bên đây, mời các bác xem sang vị trí bên đây nhá.
cái dòng xe này là dòng xe VIP rồi đúng không ạ? Cho nên là được thiết kế ra là nhìn từ nội ngoại thất của xe này nhìn nó vào là nó cũng khác hẳn so với những dòng xe bình thường đúng không ạ? Cái dòng này là dòng phân khúc hạng D của ngày xưa đấy ạ, hạng sang. Có cái dòng xe mà được những cái người ta có tiền người ta mua về người ta đi. Đấy, những người có tiền đấy ạ, những người dành cho những người nhà giàu và dành cho những cái người có quyền có chức một chút đấy ạ. Và ngày xưa những dòng này nó rất là đắt tiền các bác nhá, rất là giá trị. Dòng này ngày xưa nó rất là giá trị luôn, nhưng mà bây giờ thì các bác thấy chỉ có hơn 100 triệu một chút thôi, ai cũng có thể là mua được chiếc xe này rồi đúng không ạ? Đáp lô nha các bác nhá. Đấy. Phần táp lô của xe đây, da vẫn còn đẹp. Rồi, một số những cái công tắc để điều chỉnh một số cái chức năng. Đây, vị trí cánh cửa đây các bác xem thêm vị trí này nhá. À, chiếc xe này thì về nội thất các bác về vệ sinh qua một chút vài chỗ và thay cái gioăng này nữa này. Đấy. Thay cái gioăng cửa này. Thay cái gioăng cửa đi cho nhìn nó đẹp các bác nhá. Đấy, táp đi táp đô đây. Kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng. Rồi ok, thì phần nội thất em cũng đã quay tương đối là chi tiết rồi. Đấy, các bác mình xem nhé. Đấy các bác xem. Bây giờ thì em sẽ quay đến phần khác. Hai cái phần. Hai cái phần nữa vẫn như thường lệ là cái phần gầm và phần máy đúng không ạ? Đây gầm đây các bác nhá. Gầm đây. Gầm sàn. Ok, bây giờ thì em giật cabo ra quay các bác xem phần khu vực máy của xe nhé. Ơi gầm đây, quay các bác xem nốt phần gầm bên đây đây. Cái phần khung sườn rất là quan trọng đúng không ạ? Nốt cái phần máy nhá. Đấy, máy khô ráo sạch sẽ. Đây, động cơ của xe đây, các bác xem nhá. Nghỉ trong nóng của nó vẫn còn. Nói chung là chiếc xe này thì về máy rất ok, máy lổ êm đấy ạ, máy lổ rất êm nhá, chạy rất là chắc. Rồi ok, thì chiếc xe này em cũng đã quay xong rồi. Đấy, các bác hãy xem video và ủng hộ video em nhá, ủng hộ kênh bên em. Và các bác đến xem xe đường phố Nguyễn Thời Trung, 405 Lê Thanh Nghị rẽ vào nhá. 405 Lê Thanh Nghị rẽ vào 100m là sẽ tới, nhìn sang bên tay phải là sẽ tới cái đường phố Nguyễn Thời Trung này. Đấy. Số điện thoại các bác liên hệ để được tư vấn là số 093 8586 307 nhá. 8586 307. Các bác hãy alo để được biết thêm chi tiết. Và video em xin được kết thúc và hẹn gặp lại.